làm ba cái, chậm chậm ba cái, trăm ngàn ba cái quần à, chắc mua cái quần đi ha, à, mua thử ủng hộ bà con chơi cho vui. Nhưng mà quần này cũng có đẹp nè, à, mua ba mặt dừa nè. Vậy lấy em ba cái màu sáng đi. Lấy màu sáng màu tối. Rồi rồi. Biết rồi, em lấy màu sáng màu tối. Màu sáng, một cái màu sáng, hai cái màu tối. Dạ. Dạ, lớn lớn tuổi mặc cho nó. Lớn lớn tuổi chưa? Dạ. Màu xám với màu xanh đen được không? Dạ được. Nè, màu xám màu xanh đen cho ba nè. Dạ, thích màu xanh đó hay là màu xanh biển? Màu biển nè. Màu xanh kia đi, màu xanh blue đi. Dạ. À, bên kia bán túi sách kìa. À, quá trời túi sách. À, túi sách nữ. À, mấy cái này là hàng mai bị lỗi. Ừ, túi này đẹp nè. Đây mình xem giày nhé, quá trời luôn, trời ơi, giày dép, Adidas, Nike, đồ giày, à. Đi cho thầy cô ha. Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn, chúc anh chị, cô chú anh chị và các bạn một ngày mới an lành và hạnh phúc. Và hôm nay chúng ta đang có mặt ở đây là đường Hoàng Diệu, quận 4 và Sài Gòn. Hôm nay là 21 âm lịch, cũng gần đến ngày Tết rồi. Ở trên là 14 tháng 1 2020, cứ quen 2019 hoài. À, và tối hôm nay em mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta sẽ đi khám phá một ngôi chợ mà ở đây về đêm rất là đông đúc nè, trong những cái dịp Tết như thế này nè, nhất là những cái loại quần áo mà giá bình dân đó, phù hợp với tất cả những người có thu nhập từ thấp đến cao, ai cũng mua được. Và đó là ngôi chợ Xóm Chiếu. Chúng ta nhìn bên cánh trái là những con đường hướng đi vào khu chợ Xóm Chiếu đó, đường Lê Quốc Hưng nè. Và ngay đây chúng ta thấy có một cái building rất là lớn ở phía trước cái nhà lồng chợ Xóm Chiếu. Chợ Xóm Chiếu là một ngôi chợ rất là lâu đời ở quận 4 này rồi nè. Nếu các anh chị và các bạn, nếu ai có đã từng sống ở quận 4 thì chúng ta không ít nhất cũng đôi ba lần mình đi ngôi chợ này ha. Và hôm nay Sài Gòn bây giờ là gần 8 giờ tối, sẵn dịp em đi tản bộ, từ bữa giờ lu bu quá nên thành ra không có đi bộ, không có đi tập thể dục, nên thành ra hôm nay tranh thủ đi một chuyến rồi sẵn chia sẻ với các anh chị và các bạn những hình ảnh ở quận 4 này luôn. Mấy hôm nay thì tất cả các công ty đồ ở Sài Gòn, ở Việt Nam đều tất bật, rất là nhiều việc để kết thúc một cái năm, kết thúc tất cả những công việc trước khi nghỉ Tết. Nên thành ra em cũng ít đi, ít có thời gian đi quay, chỉ có hôm bữa chủ nhật thì rảnh, chúng ta đi qua đường nha. Nhưng mà rảnh thì cũng có khoảng một vài tiếng, nên thành ra không chia sẻ nhiều với các anh chị và các bạn được, bà con thông cảm nha. Chúng ta đi qua đường, ở đây có con mèo, với lại chú sửa xe đạp,
và chúng ta nhìn bên cánh trái nè, rất là đông các gian hàng quần áo. Mỗi khi Tết đến thì ít nhất chúng ta cũng mua được cho mình vài bộ đồ, hoặc là mua cho người thân, hoặc mua cho những đứa con vài bộ đồ không mắc thì rẻ ha. Có đồ mới mặc là vui rồi. Như ngày xưa thì em nhớ mỗi lần Tết đến thì mẹ hay dẫn đi mua quần áo. Hồi xưa thì đâu có tiền đâu mà mua đồ xịn, đồ hiệu. Hồi xưa thì đồ không có đẹp như bây giờ nữa. Đó, chúng ta thấy quá trời áo thun luôn nè. Chỉ có vài chục ngàn thôi. Ồ, áo cọp beo rồi quá trời luôn. Cọp beo sư tử. Thì chợ sớm chiếu ban ngày thì bán tôm, cua, cá, thịt, rau. Và tối về thì đêm về thì bán ốc, rồi như này bán thêm có những cái sạp quần áo bán như thế này nè, phục vụ cho mùa Tết này. Ngày thường thì cũng có bán nhưng mà không có nhiều như những cái mùa này. Váy đầm màu mè rực rỡ nè, đồ cũng rất là đẹp chứ bộ, đâu có phải xấu đâu. Quá trời luôn đó. Và phía bên đây cũng thấy có những cái hàng ăn nè, hủ tiếu rồi chè. Chắc xíu nữa mua cho Nị bịch chè. Bạn Đồng thì há cảo. Bữa nay thì ba má không có ở nhà, thì có cha mẹ ở dưới quê lên thôi. Nhưng mà cha mẹ thì không có ăn vặt, không ăn đêm, nên thành ra chắc mua chè cho Nị thôi. Cô chú anh chị ăn gì ha, em mua luôn ha. Đến khi nào mà internet có công nghệ gửi mùi hương qua thì em sẽ gửi cho bà con mình nha. Rồi những cái áo sơ mi, túi xách khoảng chừng vài chục ngàn thôi. Có quần này mới đẹp nè. Quần sọt nè. Quần này thấy cũng đẹp quá hả? Mà này chị đâu có để giá. Mà nếu hỏi là phải mua, không mua thì cũng kỳ nha. Thấy rất là nhiều luôn. Trong kia là áo con nít, đồ con nít. Con nít thì nó rất là mau lớn nên thành ra mình mua đồ rẻ rẻ thôi. Chúng ta đi đây là đường Lê Thạch, bên cánh phải là đường Đinh Lễ. Mình sẽ đi một vòng này ha. Một vòng này mình sẽ quẹo bên phải sau. Bên này đang rất là đông luôn nè. Và đây là nhà lồng chợ, nhà lồng chợ Xóm Chiếu đó. Con đường Đinh Lễ cũng là một trong những con đường mà ngắn nhất Sài Gòn. Con đường Đinh Lễ chỉ có một địa chỉ thôi, đó là số 1 Đinh Lễ là nhà lồng chợ. Thông qua các video thì em cũng nhận rất là nhiều comment của chú anh chị. Nhưng mà mấy nay em trả lời hơi chậm trễ, bà con thông cảm nha. Có bóp đồng giá 20 ngàn, khăn giấy ướt 10 ngàn gói. Chắc chút nữa mua khăn giấy ướt ha. Gái nó nghe nè, bây giờ đó bán trên 10 ngàn, 240 cô bán. 100 mấy ngàn một bộ đồ thôi. Rất là đông luôn. Đây quần nè, quần lót của nam.
Đông Nam 3 cái, chậm, chậm 3 cái. Trăm ngàn ba cái quần à, chắc mua cái quần đi ha, à, mua thử ủng hộ bà con chơi cho vui. Nhưng mà quần này cũng có đẹp nè, à, mua ba mặt dừa nè. Quần Đông Nam ba cái, chậm, ba cái chậm ba cái. Ủa này thấy sai bự quá ta. À vậy hả, anh lấy em ba cái đi ha, ba cái ba, ba cái ba màu, ba cái chậm, chậm ba cái, một cái màu sáng, hai cái màu tối, một cái màu sáng, à. Màu tối trắng không, à, màu trắng được, lấy em mượn giải nữa coi, không ai khỏi chơi, hai cái màu tối, cái này, ba cái, dạ, dạ, dạ được à, rồi đây, tại hai cái màu tối ba mặt dừa, lớn lớn tuổi mặc màu tối, dạ, ok, chậm ba cái, ok, đó rồi mấy màu này ok rồi, mặc cái nhà là mát rồi. Dạ. Áo trời đúng không? Bên đó nè hả? À, ở bên kia của anh luôn hả? À, bà xã bên đó hả? Ồ, có xe hơi. Thôi lấy ba cái quần trước đi ha. Áo 75kg đồ dài á. Ông già 75kg không? À, cỡ 70. Ừ, kéo được rồi, lấy em qua lấy mấy cái áo con cổ nó ba cái trăm nó trong già mặt rồi. Dạ. Không mấy mua áo trước đi. Trăm rưỡi nè, chút quay lại lấy. Rồi rồi. Không mấy bay mai mua áo con. À, lấy về con không thích ra mua tiếp. Dạ. Không mấy nói áo áo đó mà trong già ba cái trăm nó nhìn là thấy. Dạ dạ dạ. Đây đây đây. Hồi bên nó ba cái trăm rồi, thôi để qua mua luôn đi. À, mua đi. À, luôn à. Mặc ở nhà cũng được. Cho ba cái áo không có cổ trong già đó, mua đi bỏ vô đó lấy tiền rồi á, à, lấy áo nữa rồi. Mua trong già. Dạ, vậy lấy em ba cái màu sáng đi. Lấy màu sáng màu tối. À, rồi. Biết rồi, em lấy màu sáng màu tối. Màu sáng, một cái màu sáng, hai cái màu tối. Dạ. Dạ. Lớn lớn tuổi mặc cho nó. Lớn lớn tuổi chưa? Dạ. Màu xám với màu xanh đen được không? Dạ được. Nè, màu xám màu xanh đen cho ba. Là thích màu xanh đó hay là màu xanh biển? Màu biển nè. Màu xanh kia đi, màu xanh blue đi. À, à đúng rồi. Đồ đẻo mua mặc ở nhà thoải mái. Ba cái 200 rồi. Bao giặt. Bao giặt. Bao giặt luôn à. Em giặt mới giặt. Ba 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 bốn mặc nhà. Tại cái hàng này là ba cái 200 á, mà tại vì có một size chị sale. Vậy hả? Cuối năm em mua đồ ở đây là nhà sale. À, chứ không có giá này, còn một quần phải là nhà chị Mai. À, ủa nhà chị Mai luôn hả? Hàng này nhà chị làm. Hàng chị thấy đẹp quá. Bởi nó đẹp, nó rẻ. Thấy hôm nay ba cái 100 á, đẹp cực kỳ luôn. Để biết qua mua chị, ủa chị bán đây hay là có nhà bán có sạp vô? À. Chị bán đây chị bỏ đồ, chị làm. À, chị cho em gửi đi xíu nữa, em đi vòng qua để lấy. Bán này tới mấy giờ hả chị? Một tháng chị bán có tháng Tết, còn ta bán đây ta bán quanh năm. Ôi còn à. Chị bán có tháng Tết. À. Tối chị ra đây thôi chứ còn ngày cũng ngồi chỗ này luôn ha. Chị ngồi chỗ này năm nào chị cũng ngồi chỗ này, qua à. Năm có mua ra mua. Chị à. Bán nó đi quen ăn. Đầu qua năm vài bữa có mua ra mua. À, cũng thấy chứ nó có ra mua thì ra mua. Dạ rồi, cảm ơn chị. Bán ở đây nè, chỉ có một tháng Tết thôi. À. Rồi, bình thường chị bán ở đâu? Bình thường chị bán chợ chứ không khác. À, mỗi bữa một chợ đúng không? Nhưng mà có một cái là chị làm mà chị bỏ thì chị bán cái hàng bán sỉ đúng không? Bán sỉ đúng không? Nói chung là dùng cho em anh nói là bỏ thì chị làm chị bỏ. À, rồi. Cái hàng này hàng lẻ. Dạ đúng hết sai được ha. Đúng rồi, cái này bởi vì có sai à. Cái này sai, cái này sai, cái này sai chứ đâu có điều sai. Dạ. Của mình là phải có điều sai. Dạ. Còn của mình ở đây là mình dư sai mình sao. Dạ, cảm ơn chị. Chút nữa em ghé lại lấy nha, chị cho em gửi nha. Đó, chúng ta đi tiếp nha. Ồ, đông vui quá nè. À, những cái này chắc chỉ có ở Việt Nam mới có thôi. À, jean dài 130.000 một cái nè. À. À, này à, quần nữ rồi. À, đồ này mình mặc ở nhà được, mặc không cần phải đi đến những nơi sang trọng thì mình mặc này cũng được, dù sao cũng là đồ mới mà. À, quần jean đó nè.
đường này có xe hơi vô là mệt mỏi luôn. Tại vì đường thì không có cấm xe, thành ra xe có quyền chạy vô ha. Bà con cũng được quyền bán ở đây, chúng ta thông cảm cho nhau. Bên kia bán túi sách kìa, quá trời túi sách. Túi sách nữ. Đông vui quá. Dây nịch nữa, 30.000 một cái túi. Đây mình qua coi thử nha. Này túi nữ không à? Túi nữ không? Cái gì mua cái gì được? Bóp nữ, túi nữ không à? Túi nữ, túi nam bên kia. Túi nam bên kia. Có đèn xa cũng mạnh. Nhiều một cái nha. Để coi thôi. Mỗi loại mỗi giá. Tùy cái mà giá khác nhau ha. Được trong đó tùy. Dạ. Hàng nam đeo chéo nhiều lắm, một rừng trong đó luôn. Một rừng luôn à. Này đẹp, chéo. Mấy cái này là hàng mai bị lỗi. Túi anh đẹp nè. Này túi màu xám. Mà không biết bên trong thế nào. Rất là nhiều túi luôn. Nhưng mà không biết giá như thế nào. Để kiếm một cái thế nào để hỏi giá thêm sao nha. Em hỏi cái này thử. Chị ơi, chị, ơi, cái này là bao nhiêu? 180. Radar 180. Radar. Tại đây mình xài cứ xài nó có bộ lên chị. Giá 180. Này bóp nữ. Đeo bụng đeo chéo luôn. Còn ở đây mày coi đi. Đây. Đây đeo chéo. Bụng chéo luôn. Đây nè. Chị ơi. 240. Rồi chúng ta tiếp tục ha. Tôi đi một vòng qua bên kia. Qua đây là bán cá, bán rau rồi nè. Tôi định mua cái túi nhưng mà thôi coi chơi thôi, tại vì túi cũng còn xài không có hết. Tính ra 180 cũng được chứ không có mấy. Bán gà, bán thịt. Bán cá. Những cái sạp thịt về đêm nè. Đi chợ thì mình phải mua mới vui, mua người ta mới chia sẻ nhiều thứ cho mình biết. Như lúc nãy mua 30.000 một cái quần, 35.000 chứ hả, 3 cái 100.000 thì tính ra rẻ đó. Và thẳng đường này mình ra đoạn ăn bơ nè. Sao quá
À, khúc này bán ốc rất là nhiều luôn. Lê Quốc Hưng nè. À, đi thẳng mình sẽ ra bến Vân Đồn. Bến Vân Đồn là con đường nằm cặp với con đường ven sông, ven kênh Bến Nghé. Ven dòng kênh Bến Nghé. Ngày xưa thì có một cái dãy nhà ở ven kênh đó, nhưng mà ngày nay thì không còn. Bây giờ cái đường Bến Vân Đồn làm lại rất là mới, rất là khác. Bữa em có đi, cô chú anh chị mình xem đó. Nếu mà ngày xưa anh chị và các bạn có đã từng ở Bến Vân Đồn thì ngày hôm nay chúng ta sẽ xem đường Bến Vân Đồn nó sẽ rất là khác. Ồ, trái cây nè. Ngoài trái cây thì có những cây kiển nữa nè. Đồng vui chưa? Quận Tư đồng vui quá. Và đây nhà lòng chợ, nhà lòng chợ Xóm Chiếu nè. Con đường này ở đoạn này lúc nào cũng bán nhiều, rất nhiều trái cây. Dưa hấu nè. Mỗi khi ngày xưa thì thấy trái dưa hấu là mình thấy cũng gần đến Tết rồi. Nhưng mà ngày hôm nay, thời nay thì dưa hấu có mỗi ngày, quanh năm luôn. Lúc nào cũng có. Mà dưa hấu ngày nay thì nó ngon hơn ngày xưa. Ngày xưa được trái bự thôi, chứ không có ngọt bằng mà ngày nay. Nhưng mà ngày nay thì mua trái dưa hấu mà trái bự là trái không có ngon. Trái bự là để trưng thôi. Đây hết trời luôn nè. Giá 35.000. Mình thấy bình quân ở đây khoảng chừng 30.000, 35.000. Bộ thì 60. Đầm cho con nít. Bên kia là dép nữ nè. Đồ nữ, đồ ngủ nè. 35.000, 40.000. À, 35.000 nè. Rất là đông vui luôn. Qua đây mình xem giày nhé. Quá trời luôn. Trời ơi, giày dép. Adidas, Nike. Đồ giày. Đi cho thầy cô ha. Thầy là bao nhiêu? Thầy nhiêu rồi? Thầy bao nhiêu rồi? Trăm mấy, trăm ba trăm mấy, bốn trăm. Ồ, trăm mấy hả? Dạ. Rẻ nha. Rẻ. Mà cầm lên nhẹ te luôn nha. Ồ, mà đẹp nữa. Mang bao hư luôn. Nào, có 28 à, 28. 280 rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
còn rẻ hơn đôi dép nữa. Cứ lên to đi, được lấy. Này mang ai biết hàng phay gì thiệt luôn á. Dương mang hàng riêu mới biết hàng phay. Ờ à, đúng rồi. Dương mang hàng riêu rồi biết. Cái dòng miếng trên miếng sắt là ủa dép bên đó là em bán luôn hả? Dạ bên đó là anh em bán. Hả? Ông anh của em bán. À, dép là nhiêu đôi vậy? Nhiều lỗi lắm, em bán trăm mấy, hai trăm gì. Trăm mấy à? Da có, si à, có. À, có nhiều lỗi. Để anh coi. Ồ, đôi dép Nike nè. Nike nhẹ te luôn. Có đồ rốc nữa nè. Má trời. Trời em qua đây em có biết ai ai đâu. Chị cho em số đây cái ừ, cho số cái qua đây rồi. Này mới biết dạ. Ai chiếu của chị nãy. Không qua em tính tiền đâu. Má trời. Trí cũ rồi à, một số hình ảnh ở chợ xóm chiếu về đêm à, gửi bà con cô bác xem chơi cho vui nha trong những cái dịp Tết này à, Tết thì chúng ta cũng không thể nào mà bỏ qua những ngôi chợ được à, trong đó có chợ xóm chiếu à, nếu mà các anh chị và các bạn có về Sài Gòn hay đến Sài Gòn đó thì chúng ta hãy đến chợ xóm chiếu để khám phá những cái gian hàng quần áo giá rẻ rất là phù hợp mà mua về tặng cho mặc qua bữa qua ngày qua tháng không cần phải quan tâm đến giá cả rất là rẻ luôn. Rồi nhân đây em cũng kính chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn một năm mới an khang thịnh vượng vạn sự như ý. Cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo nha. Rồi bye bye các anh chị và các bạn.